Đây là cái cổ bẻ ve nha các bạn, mình đã làm xong như thế này ha. Và mặt trái nó sẽ như thế này. Cổ bẻ ve này liền thân nha các bạn. Phần này mình không có xẻ ra ha. Nó liền luôn. Kiểu này mặc rất là đẹp nha các bạn. Mình có thể may áo sắc nách cũng được ha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ một cái áo cổ hai ve nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trên giấy trước ha. Đây là phần căn bản nha. Mình chỉ hướng dẫn sơ qua thôi ha. Vai áo này là 36. 36 thì 1 phần 2 vai trừ 0,5. Vai chia 2 trừ 0,5 nha. Xuôi vai 1 phần 10 vai ha. Và hạ nách này thì các bạn sẽ vòng nách chia 2. Vòng nách chia 2 cộng 1 nha. Vòng nách chia cho 2 cộng 1. Các bạn sẽ đo lên cái vòng nách của các bạn ha, rồi nó có thông số là các bạn sẽ tự chia nha. Và ngực, ngực thì 1 phần 4 ngực cộng 1 xăng cử động ha, 1 hoặc 2 xăng cử động, đó là tùy của các bạn nha. Còn phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần cổ thôi ha. Đây là phần cổ, các bạn sẽ qua cổ cho mình vòng cổ chia 5 ha. Và xuống cũng vậy, vòng cổ chia 5, vòng cổ 35 chia 5 thì được 7 xăng ha. Qua 7 xuống 7 nha. Từ cái 7 xăng này các bạn xuống cho mình 1 xăng. Và cái điểm căn bản này các bạn ra cho mình 1 xăng rưỡi nha. Là 8 xăng rưỡi. Bạn lấy xuống từ mình 1,5 xăng ha. Là sẽ để đánh cong cái vòng cổ cho mình. Một xăng rưỡi nha các bạn. Và từ cái đầu cổ này các bạn sẽ xuống đây cho mình 20 xăng hoặc là 21 xăng nha. Nếu các bạn thích mặt cổ hở thì 21 xăng ha. Mình sẽ lấy 21 xăng. Các bạn lấy dấu đây cho mình. Đây là phần bẻ ve nha các bạn. Mình sẽ bẻ ve ra như thế này nè. Còn cái phần này các bạn vào cho mình 3 xăng rưỡi nha. Các bạn lấy dấu lại. Và cái phần đầu ve này các bạn sẽ vẽ hơi thẳng ra chút xíu ha. Các bạn sẽ lấy dấu này cho mình. Xong rồi các bạn sẽ cắt ra. Các bạn chừa đường may 7 ly cho mình vòng cổ nha. Vai con các bạn chừa 1 xăng. Đây là cái phần bẻ ve này. Vòng nách thì các bạn chừa 1 xăng ha. Từ cái điểm này ra đây cho mình 4 xăng. Mình sẽ cắt các bạn nha. Các bạn sẽ bắt cái bạn cho mình cái này nha ha. Và mình cho vẽ thân sau ha. Đây là vải gấp đôi nha các bạn. Và thân sau cũng là vải gấp đôi ha. Các bạn sẽ đặt vào.
từ cái điểm giao phấn này các bạn lên cho mình 3 xăng. Thân trước các bạn qua cổ 8 xăng rưỡi phải không? Thì thân sau các bạn ra 9 xăng cho mình. Và các bạn sẽ đo cái vai con ha, vai con thành phẩm là 9 xăng rưỡi. Đây là kéo thành phẩm nha các bạn. Các bạn vẽ vuông góc xuống ha. Và các bạn lùi vào cho mình 2 xăng rưỡi. Mình sẽ vẽ vòng lách sau. Cổ này các bạn xuống 3 xăng. Bạn vẽ vuông góc qua ha. Các bạn sẽ vẽ phần cổ sau cho mình. Các bạn cắt, các bạn chừa 7 ly nha, lấy con màu xanh ha. Đây là cái phần mình sẽ xẻ ra ha. Đây, đường chính giữa này ha. Đây là phần ve nè. 3 xăng rưỡi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái lá cổ nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ cái cổ này nha. Đây là thân trước ha. Thân trước thì các bạn đo từ điểm vai con này xuống đây là 9 xăng. Thân sau 10 xăng rưỡi ha. Thì các bạn là được 19 xăng rưỡi nha. 19 xăng rưỡi thì các bạn sẽ lấy dấu cho mình 19 xăng rưỡi như thế này. Các bạn dựng cho mình một đường thẳng như thế này. Và đây là 19 xăng rưỡi nha. Các bạn sẽ vẽ cho mình cái bảng to bảng cổ này ha. Là 7 xăng rưỡi ha. 7 xăng rưỡi tùy các bạn nha. Cái này mình vẽ 7 xăng rưỡi ha. Mình sẽ vẽ thẳng một đường luôn. Các bạn dựng một đường vuông góc luôn ha, để cho nó dễ hiểu. Thì từ cái điểm này lên đây cho mình 3 xăng rưỡi. Bạn sẽ lấy dấu 3 xăng rưỡi nha. Và đây là cổ trước của mình là 9 xăng. Các bạn lấy cho mình 9 xăng ngay điểm này nha. Và phần thân sau này, này là gấp đôi nè, là cổ thân sau. Các bạn sẽ vẽ qua một đường như vậy cho mình. Xong rồi từ cái điểm này ra đây 0,5 nha. Và cái chỗ này nó giảm lên. Nó sẽ như vậy. Và xong rồi từ cái điểm này vuông góc này ra đây 5 ly nha, 0,5 nha. Các bạn sẽ vẽ lên cho mình một đường như vậy. Và các bạn sẽ lấy cái đầu lá cổ này cho mình là 4 xăng. Cái phần này các bạn giảm cho mình khoảng 2 ly ha. Thì nó sẽ còn 7 xăng 2, 7 xăng 3 ha. Các bạn giảm cho mình 2 ly đi, cho cái cổ này sẽ đẹp hơn. Và từ cái điểm này lên đây 4 xăng nha. Nếu các bạn muốn lớn hơn chút xíu cũng được, 4 xăng hoặc 4 xăng rưỡi nha. Nó sẽ có lá cổ như vậy. Các bạn sẽ sang dấu cái phần vai con lại.
cái lá cỏ này là mình cắt thành phẩm nha. Các bạn sẽ sang dấu này lại. Nó sẽ như vậy. Bằng cái cạnh ngoài này nha các bạn. Xong các bạn sẽ cắt. Đây là cái miếng bạc cổ ha, và lá cổ. Các bạn cũng cắt một miếng. Các bạn có keo mùng thì các bạn sử dụng keo mùng nha. Nó mềm hơn ha, nó mềm mỏng hơn, nó đẹp hơn nha. Các bạn cũng gấp đôi lại. Và các bạn để sát cạnh ngoài đây ha, cho nó bằng nha. Và các bạn sẽ chừa ra cho mình một sân. Mỗi cạnh một sân nha. Mình sẽ lấy cái vải đen này, mình sẽ làm phối nha. Đây là canh vải dập này. Mình sẽ ủi cái lá cổ canh này nha. À, cái bà cổ này cũng vậy. Đây là canh dầu. Bạn sẽ ủi cho mình. Đây là miếng bà cổ mình đã ủi keo sẵn ha. Và các bạn sẽ lấy dấu này cho mình. Đây là đường tâm. Và các bạn sẽ lấy dấu ra cho mình 3 ly ha. Từ tâm ra 3 ly hai bên nha. Thì có nghĩa là 6 ly ha. Các bạn sẽ lấy dấu như thế này. Đây là mặt trái ha. Và cái lá cổ này các bạn sẽ lấy dấu cho mình. Các bạn sẽ lấy dấu cạnh ngoài này trước cho mình nha. Xong rồi các bạn sẽ may. Phải ha, phải áp phải ha. Đầu cái lá cổ này các bạn sẽ bỏ sợi chỉ này vào. Bạn kéo để sát cái kia, các bạn sẽ may qua một mũi ha. Sau đó bạn cầm hai sợi chỉ như thế này. Bạn kéo qua đây. Và góc bên này các bạn cũng làm như vậy nha. Góc này các bạn sẽ gọt nhỏ đi. Đây các bạn gọt đều cho mình ha, còn 5 ly ha.
xong các bạn sẽ lộn này, để góc như vậy này. Thì chúng ta sẽ có cái lá cổ như thế này. Khi các bạn ủi lá cổ, các bạn lưu ý là mặt trong này, cái lớp mà không keo ha, phía trong ha, thì nó sẽ hụt vào như thế này. Đây là mặt trái nha các bạn, đây là thân trước ha. Các bạn sẽ vẽ cái đường giữa này cho mình. Xong rồi các bạn sẽ đặt cái miếng bạ cho cổ này nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may cái ve áo này nha. Tại vì đây là cái ve liền ha, cho nên là các bạn sẽ lấy dấu cho mình. Các bạn sẽ lấy dấu cho mình tâm ha, đường tâm chính giữa ha. Xong rồi các bạn vẽ ra 3 ly, mỗi bên 3 ly ha, tổng cộng là 6 ly nha. Và các bạn để cái đường chính giữa trên và giữa dưới nó trùng vào nhau nè. Rồi cái thân này dưới này cũng vậy các bạn, canh cho nó bằng nhau nha. Xong rồi các bạn sẽ ghim lại. Và các bạn sẽ bắt đầu may. May từ cái điểm này nè. Đây là cái ve áo ha. May cái đường này các bạn đi chỉ dày lại ha, chỉ nhặt lại ha. Các bạn xuống dưới cái điểm chính giữa này ha, các bạn sẽ đi lại ra. Ví dụ đây là cái điểm các bạn dừng ha, thì các bạn sẽ đi vòng qua. Các bạn không may đi 6 ly như vậy nữa nha. Xong rồi các bạn sẽ nhích qua một mũi kim cho mình. Xong rồi các bạn sẽ may lên. Trái như thế này, nhưng mà trái nó dễ hơn. Cái khoảng trên này nè, các bạn đi khoảng cách hai bên nè là 6 ly đồ hở này ha. Nhưng các bạn xuống tới cái điểm chỗ mình dừng nè, các bạn đi vòng nhỏ lại, và cái điểm ngang này các bạn quăng cho mình 1 ly thôi ha. Nếu các bạn muốn chắc nữa thì các bạn sẽ may thêm một đường nữa cho nó chắc. Bạn nhích qua một mũi kim ha, mũi kim nhỏ nha. Như vậy là chắc rồi ha, hai lần ha. Xong rồi các bạn sẽ mổ cái phần này ra. Bạn chặt bấm chừa ra một ly nha. Sẽ bấm, các bạn sẽ lộn cái góc này ra ha. Đây là cái ve này, đây là cái phần ve trong nha các bạn, và đây là mặt phải ha. Các bạn sẽ ủi ra như thế này, và tiếp tục mình sẽ may cái lá cổ vào nha. Các bạn sẽ ráp vai con ha.
Các bạn đã vẽ con vào xong rồi cái lá cổ này các bạn sẽ lấy dấu cho mình. Lấy dấu thành phẩm như thế này ha. Vẽ con các bạn lấy lại nha, lấy dấu lại nha. Các bạn lấy lại như thế này. Xong rồi các bạn sẽ lược cái phần này. Vào cái thân áo nha. Đây là cái ve ha. Các bạn sẽ lật cái ve này lên. Và các bạn sẽ tra mặt phải ha. Đây là mặt phải nằm trên nha. Mặt phải là có lớp keo này, nó nằm trên ha. Các bạn sẽ tra theo cái đường ống vẽ này nha. Ví dụ đây là cái ve con. Mấy con nằm ở đây thì các bạn sẽ lùi về đây cho mình một sân. Các bạn sẽ dừng lại. Các bạn dừng lại nha. Tiếp tục các bạn sẽ lật ra một lớp như vậy. Các bạn trao một lớp cho mình. Trùng với điểm giữa ha, điểm giữa thân sau nha. Các bạn tra đều 7 ly ha. Đây là điểm vai con nè. Các bạn sang dấu lại. Cái phía mình hướng mình đi ra này thì các bạn đây là cái điểm vai con thì các bạn sẽ may qua một sân. Nó sẽ như vậy, các bạn may qua đây một sân nha. Sau đó các bạn lật xuống. Các bạn sẽ để cái lắc cái đầu cổ vào đây ha. Các bạn sẽ tra sát luôn. Khi các bạn tra xong như thế này rồi xong các bạn sẽ lật cái ve này lại. Các bạn sẽ đúc cho mình nha. Các bạn may theo cái đường chỉ cũ ha. Thì chúng ta sẽ có được cái ve như vậy. Rất là đẹp ha. Và bên này cũng y chang như vậy, các bạn sẽ đúc vào cho mình.
các bạn bẻ góc các bạn lộn ra thì cái góc này nó mới nhọn được nha. Còn cổ sau này các bạn sẽ bấm cho mình, bấm ngay chỗ các bạn dừng một sân, từ vây con ra một sân này, các bạn sẽ bấm nha. Đây là điểm vây con này, các bạn sẽ lui ra đây các bạn bấm. Các bạn bấm ngay đây này, đây là cái điểm vây con phải không? Các bạn sẽ bấm chỗ các bạn dừng, nhìn chỗ cái đường đốc cổ này nè. Xong các bạn sẽ bí cổ cho mình. Các bạn kéo nhẹ cái thân dưới này ra này. Các bạn cứ kéo cái thân dưới này ra. Và cái mép vải trên này nó bằng cái đường chỉ dưới này ha. Rồi các bạn sẽ mí một ly. Các bạn sẽ lật hết vào trong như thế này. Trái này nó sẽ đều ha. Và cái phần V này thì các bạn sẽ chốt. Mình sẽ chốt vào cái vai con này nha. Đây là cái cổ bẻ ve nha các bạn, mình đã làm xong như thế này ha. Và mặt trái nó sẽ như thế này. Cổ bẻ ve này liền thân nha các bạn, phần này mình không có xẻ ra ha, nó liền luôn. Kiểu này mặc rất là đẹp nha các bạn, mình có thể may áo sắc nách cũng được ha. Cổ này mặc rất là đẹp luôn, phù hợp cho mọi lứa tuổi nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy đăng ký kênh giùm mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.